Chào các bạn, tôi là Trịnh Giang, tôi là một nhà sáng tạo nội dung của YouTube. Thì hôm nay tôi sẽ đưa các bạn đến cái tìm hiểu rõ về các quy định cũng như là những thay đổi quan trọng mới của YouTube. Nó liên quan đến trẻ em, các đạo luật hiện hành. Có thể đây là một cái bước đột phá mới gây ảnh hưởng không nhỏ đến các video của bạn, đặc biệt là các kênh của bạn mà liên quan đến nội dung dành cho trẻ em. Và các bạn đừng quên xem hết video clip này để xem thử nội dung của bạn, kênh của bạn có liên quan đến những cái cập nhật mới nhất này hay không nhé. Và chúng ta sẽ tiến hành vào phần thứ nhất là phần nội dung dành cho trẻ em. Vào tháng 9, YouTube đã thông báo cho tất cả các nhà sáng tạo các quy định mới nhằm bảo vệ quyền của trẻ em, quyền riêng tư của trẻ em trên mạng. Đấy, viết tắt là COPPA và các luật hiện hành khác. Điều đó có nghĩa là các bạn phải đánh dấu các video của mình, video tải lên của mình có dành cho trẻ em hay không. Và nói đến đây thôi thì các bạn cũng đã tưởng tượng là YouTube đang tạo ra những bước đột phá, những quy định mới dành cho các kênh liên quan đến nội dung dành cho trẻ em để bảo vệ quyền và nghĩa vụ của trẻ em. Thì sẽ có bạn mồ hôi ướt đầm. Đấy. Và các bạn đừng vội toát mồ hôi, bởi vì xem hết clip này xong các bạn có thể chân lại toát nữa. Và YouTube đã có một tùy chọn mới trong phần tải lên của video để cho YouTube và mọi người biết cái nội dung của bạn có dành cho trẻ em hay không. Ngoài việc làm thủ công của bạn thì YouTube còn mở rộng cả hệ thống dùng máy móc thuật toán để hệ thống và liệt kê nội dung của các bạn. Đấy, thế nên là các bạn đừng có dạy dột mà đánh dấu bừa nhé. Bởi vì YouTube xưa nay nó nổi tiếng là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Và có hai cấp tùy chọn cho nội dung của trẻ em ở kênh của bạn, đó là cấp độ video, có nghĩa là một video tải lên bạn sẽ phải chọn rằng nó có liên quan đến trẻ em hay không. Và cấp thứ hai là cấp độ kênh, có nghĩa là bạn, cái kênh của bạn là kênh có dành cho trẻ em hay không. Có thể cập nhật thông tin kênh trong phần cài đặt. Đấy, các bạn vào mục cài đặt như sau. Các bạn vào phần cài đặt trong mục Studio, cài đặt kênh, sau đó là vào cài đặt kênh và phần cài đặt nâng cao, và cuối cùng là chọn đối tượng người xem của kênh. Và nếu kênh của bạn là kênh dành cho trẻ em thì xin chúc mừng bạn, kênh của bạn đã không còn được kiếm tiền như trước nữa. Đùa các bạn chứ, nói đến đây thì buồn không nhặt được mồm rồi. Chúc mừng cái gì nữa đúng không? Chia buồn cùng các bạn. Chúng ta tìm hiểu nội dung nào là nội dung dành cho trẻ em. Và những mục này là những mục đánh giá chính xác nhất nội dung của bạn có dành cho trẻ em hay không. Thứ nhất, trẻ em có phải mục tiêu của video hay không. Thứ hai, video có các diễn viên hay người mẫu là trẻ em hay không. Đấy, mấy cái mà trôn trẻ trâu rồi trẻ trâu đi trên net bị huynh ganh các kiểu đấy là nên phải xem lại, ok. Cái thứ ba là liệu video của các bạn có nhân vật hoặc đồ chơi thu hút trẻ em hay không, các nhân vật nổi tiếng bao gồm các nhân vật trong phim hoạt hình như hoạt họa chẳng hạn. Đấy, như là Tom và Jerry rồi gấu trúc hay là cái mấy cái đứa nhỏ nó hay xem cái gì mà thằn lằn tắc kè rồi đấy, cái đấy là nguy hiểm của bạn. Và thứ tư là video của bạn có ngôn ngữ để dễ hiểu đối với trẻ em hay không. Thứ năm là video của các bạn có trò chơi hoạt động thu hút trẻ em hay không, ví dụ như là diễn kịch này, hát hò rồi các nội dung mà mang tính giáo dục sớm dành cho trẻ em. Đấy. Và thứ sáu là video của các bạn có các bài hát câu thơ thu hút trẻ em hay không, ví dụ như kiểu bài hát gì baby shark đại loại là các bài hát liên quan đến trẻ em và thu hút được trẻ em. Thì đó là những nội dung dành cho trẻ em và rất nhiều các thông tin khác để xác định rằng nội dung của các bạn có dành cho trẻ em hay không. Ok, và nhắc nhở với các bạn luôn là làm gì thì làm, nội dung gì thì nội dung, đừng có liên quan đến trẻ em, chính trị, tôn giáo và chủng tộc, còn lại thì cứ vô tư đi. Ok, và tiếp theo chúng ta tìm hiểu về độ tuổi nào được xem là trẻ trâu, là trẻ em. Đấy, thì ở Hoa Kỳ là cái độ tuổi tất cả các thành phần từ dưới 13 tuổi đều được xem là trẻ em, còn ở các nước khác thì có thể cao hơn 15, 16 tuổi chẳng hạn. Đấy, nhưng mà ở độ tuổi 15, 16 này ở Việt Nam chúng ta không còn gọi là trẻ em nữa, mà chúng phát triển đấy, nên một tầm cao mới đó là trẻ trâu. Trẻ trâu à, cũng xin nhắc luôn thì video này là không dành cho các bạn trẻ trâu nhé, không quên là trẻ em nhé. Vì thế nếu mà các em nào lỡ mà xem rồi ấy đấy, thì ok, gọi phụ huynh lại bảo
phụ huynh lại xem cùng. Hãy chứng tỏ mình là người lớn bằng cách kích vào like, subscribe hoặc là kích vào quảng cáo để chứng tỏ mình là người lớn. Ok, yeah. Và khuyến cáo các bạn, YouTube áp dụng điều này trên toàn cầu, tất cả các quốc gia trên thế giới. Thế nên là các bạn đừng có dạy dột mà dùng tút, dùng các cái mà phần mềm can thiệp vào để qua mắt được YouTube nhé. Bay kênh như chơi đấy, không đùa đâu. Và tiếp theo là điều gì sẽ xảy ra với kênh của bạn nếu có kênh của các bạn là kênh dành cho trẻ em. Đấy, mấy ông nào mà làm kênh mà có nội dung hoặc có thu hút trẻ em thì hãy mở to âm lượng lên mà nghe cho kỹ. Bình luận này, thứ nhất là bình luận sẽ bị tắt này. Đấy, video các nội dung của trẻ em là sẽ bị tắt bình luận. Và tôi nghĩ điều này cũng tốt, bởi vì trẻ trâu nó thường hay nói bậy đó. Đấy, cứ khóa mõm nó lại hết đi, có khi hay đó. Nhưng mà video đó sẽ không còn được quảng cáo cá nhân hóa. Đấy, thế nhưng đây là điều mà tôi nghĩ là tất cả các nhà sáng tạo nội dung trên YouTube quan tâm nhất, đó là nó gây ảnh hưởng đến nguồn tiền. Tháng trước được 1.000 đô, tháng này được 0.1 đô. Và bên cạnh đó là các mục như là màn hình kết thúc này, thẻ thông tin, tab cộng đồng, các công việc như là lưu vào danh sách này, và đặc biệt là cái chuông thông báo nó không còn hoạt động được các bạn. Có nghĩa là các bạn, kênh của bạn dành cho trẻ em thì các subscribe, các thành viên mà ủng hộ kênh mình, họ nhấn chuông để theo dõi kênh mình hiện nay không còn được thông báo nữa. Này chẳng khác gì YouTube đang đấm các bạn mà sợ các bạn đau vậy. Đấm mà còn sợ đau, buồn. Anh ơi, sao mình không bảo YouTube nó khóa luôn mẹ cho nó nhanh, đỡ rườm rà nhở? Thằng này được, ý hay. Tại sao mày không đi làm support cho YouTube mẹ luôn đi? Và mình nói với các bạn trẻ 2020 rồi, lao đầu vào YouTube làm gì? Lo mà học hành cho tốt đi, mai mốt làm giàu cho đất nước. Ok, thôi video của tôi đến đây là đã hết rồi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Thì có ý kiến gì vui lòng để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Mà nó tắt bình luận rồi sao anh? Tắt rồi thôi chứ sao mày. Và nếu các bạn thấy phần bình luận của mình đột nhiên bị tắt thì các bạn hiểu chuyện gì xảy ra rồi đấy. Nhìn cái gì mà nhìn? Tao nói mày đấy, thằng trẻ trâu này. Đứa nào trẻ trâu thì đứa nhột nhá. Ok.